Chào các em. Bây giờ các em sẽ tiếp tục cái bài học về ôn tập khối đa diện. Em chuyển sang bài tập số 6. Thể tích khối lập phương cạnh bằng 2a bằng bao nhiêu trong các số sau đây? Ở đây các em có một cái khái niệm về khối lập phương cần phải ôn tập lại. Thì thầy nhắc sơ bộ về cái khối lập phương có cái tính chất gì. Thực chất cái khối lập phương cũng là một cái khối lăn trụ đứng tứ giác đều và có cạnh bên bằng với cạnh đáy luôn. Hay nói ngắn gọn hơn là cái khối lập phương nó tất có tất cả số mặt đều là hình vuông. Và thể tích của nó thì bằng là cạnh mũ A. Do đó các em dễ dàng chọn ngay được đáp án là A. Vừa rồi thầy giới thiệu cho các em một số cái bài tập từ bài 1 cho tới bài 6. Thấy cực kỳ đơn giản. Chỉ sử dụng các công thức cơ bản trong phần khối đa diện. Nhưng rất quan trọng và trọng tâm. Tại sao? Là vì từ bài 1 đến bài 6 này, tất cả các bài tập này đều trích ra từ cái đề thi chính thức Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, 2018, 2017. Không có lấy ra ngoài bất cứ một tài liệu nào khác. Thầy chỉ lấy trong đề thi để minh họa cho các em thấy là tầm quan trọng và không khó của những cái bài tập về khối đa diện. Tiếp theo ơi, thầy sẽ giới thiệu cho các em cái bài tập số 7. Nhưng để các em sẽ ghi nhớ nên thầy ghi thêm một cái chú ý về thể tích khối lập phương và cái hình vẽ khối lập phương cho các em hình dung. Nên là thể tích khối lập phương cạnh A thì sẽ bằng là A mũ A. Và khối lập phương các em sẽ vẽ như cái hình thầy vẽ trên màn hình. Các em chuyển sang bài tập số 7. Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng trong những số nào sau đây? Các em sẽ đọc đề và quan sát. Thì thấy cái bài tập số 7 này cũng giống như bài tập số 5. Khối chóp tứ giác đều thì các em cũng đã biết rồi. Đấy nó là một cái hình vuông. Và chiều cao của khối chóp tứ giác đều thì rất dễ xác định. Nó chính là cái đoạn thẳng nối từ đỉnh xuống tâm của cái hình vuông. Chắc chắn nó sẽ là vuông góc với đấy, chính là chiều cao. Nhiệm vụ ta ở đây là đi tính cho được cái diện tích đáy và cái chiều cao. Đáy là hình vuông cạnh bằng 2a thì diện tích đáy tính được, chắc chắn tính được. Diện tích hình vuông thầy đã nhắc ở phần trên rồi, nó bằng là cạnh bình phương, đúng không? Nên ở đây là diện tích đáy sẽ bằng là 2a tất cả bình phương, nên sẽ bằng là 4a bình phương.
Tiếp theo, ta phải đi xác định cái chiều cao của khối chốt này. Đối với bài toán này, để dễ làm thì ta nên phác họa cái hình ra, đúng không? Ta thầy vẽ cái hình đó. Bài số 5 thì người ta là giả thiết cái cạnh bên nó bằng hai lần cạnh đáy. Còn cái bài này người ta nói là tất cả các cạnh đều bằng 2A. Do đó thầy chú ý thêm cho các em nhớ là các cạnh của khối chốt là gì, gồm có những cạnh bên SA, SB, SC, SD và những cạnh đáy là AB, BC, CD, AD. Đó là tất cả các cạnh của khối chốt. Để cho tất cả các cạnh bằng nhau, do đó ta cũng biết được cạnh bên của khối chốt này cũng bằng 2A. Và các em có thể là thực hiện tính toán tương tự như bài tập số 5 để tính chiều cao, rồi từ đó suy ra thể tích của khối chốt. Tính toán, các em sẽ tính toán rất nhanh ở trên giấy nháp, lúc đó sẽ chọn ngay được đáp án. Ở đây ta sẽ có là gì, SA bằng 2A bằng cạnh của hình vuông, AH là bằng nửa đường chéo của hình vuông, đường chéo của hình vuông thì bằng là cạnh nhân căn 2. Do đó là 2A nhân căn 2. AH thì nửa cạnh, nửa đường chéo. Do đó sẽ bằng là A căn 2. Tương tự, ta cũng có tam giác SAH vuông tại H. Tam giác này biết hai yếu tố. Cạnh SA. Tam giác vuông này biết hai yếu tố, cạnh SA và AH, cạnh AH. Biết được hai yếu tố về độ dài nên ta sẽ dùng định lý Pythagore để tính cái cạnh còn lại. Ở đây thầy nói thêm, nếu trong một tam giác vuông mà ta chỉ biết được chỉ có một độ dài, một cạnh thêm một góc, thì lúc đó ta sẽ dùng tỷ số lượng giác để tính các cái cạnh còn lại. Nội dung vừa rồi cũng rất hay gặp trong các cái đề thi. Thầy sẽ đề cập trong những cái bài tiếp theo. Thầy quay trở lại nội dung này, đúng không? Tiếp tục ở đây ta sẽ dùng định lý Pythagore tính được SH bằng căn bậc 2 của SA bình phương trừ AH bình phương. Và các em sẽ thay số vào. Tính toán ta sẽ được A căn 2. Như vậy ta đã có được chiều cao của khối chốt. Và diện tích đáy của khối chốt. Do đó ta có thể tính được thể tích của khối chốt theo công thức V bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Do ở đây sẽ bằng là SH là bằng A căn 2. Rồi ta nhân cho là diện tích đáy là bằng là 4A bình phương. 2A tất căn phương là chính là 4A bình phương. Nhân cho là A căn 2 rồi chia cho 3, ta sẽ chọn được ngay là đáp án A. Đến đây thì có một số bạn sẽ thắc mắc, bài tập số 7 giống như bài tập số 5, gần giống bài tập số 5, nhưng thầy muốn đưa ra cái bài tập số 7 này. Thực chất bài tập số 7 này cũng trích trong cái đề thi chính thức Trung học phổ thông quốc gia của năm 2017.
để cho các em thấy là cái nội dung trọng tâm các cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thường hay ra lặp đi lặp lại, nên các em chú ý đúng không? Những kiến thức căn bản trọng tâm nên các em cần chú ý. Do thời gian có hạn nên bài giảng của thầy hôm nay tạm dừng tại đây và sẽ hẹn lại em vào bài giảng tiếp theo. Các em đón xem. Với nội dung ôn tập về khối đa diện phần 2. Chào tạm biệt các em.